chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Nhìn lại công tác phòng chống COVID-19 hơn một năm qua, Thủ tướng khẳng định, mặc dù Việt Nam đã phòng chống dịch hiệu quả, nhưng cuộc chiến này chưa kết thúc nên tuyệt đối không được chủ quan. Sau 10 năm triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Việt Nam đang hướng đến một nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước. Ngành thủy sản tạo mọi điều kiện cấp giấy an toàn thực phẩm tàu cá nhằm khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 17 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận quốc thư của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama, Cộng hòa Singapore và Cộng hòa Indonesia nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Tiếp các đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của bạn bè, đối tác và cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước Panama, Singapore, Indonesia. Nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của các vị đại sứ trong việc tăng cường mối quan hệ của Việt Nam với mỗi nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đồng thời hy vọng nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong lòng mỗi đại sứ. Cũng trong ngày 17 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Cảm ơn nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em đã luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, được hai bên chú trọng củng cố và tăng cường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như các lĩnh vực khác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev khẳng định Nga coi trọng và luôn mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được tăng cường, phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Một trong những mục đích quan trọng trong chuyến thăm lần này là hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc điện đàm gần đây. Tiếp Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc để sớm triển khai các dự án còn chậm và tìm hướng xử lý những vấn đề tồn tại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cảm ơn Việt Nam đã tặng Nga vật tư y tế. Ông cũng thông báo, Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định tặng nhân dân Việt Nam một lô vaccine Sputnik V và nước Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam đầy đủ loại vaccine này. Bên cạnh đó, Nga sẵn sàng cung cấp tín dụng xuất khẩu nhà nước cho phía Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam đấu tranh phòng chống rửa tiền và chống khủng bố. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Nga tích cực ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế cũng như Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, hàng hải ở khu vực quan trọng này. Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo của 63 tỉnh thành trong cả nước để đánh giá về công tác phòng chống COVID-19 trong hơn một năm qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, hơn một năm qua, Việt Nam đã có một chiến lược đúng đắn và hiệu quả trong phòng chống dịch. Nhưng cuộc chiến này chưa kết thúc, cho nên tuyệt đối không được chủ quan. Chỉ 27 ngày sau khi những người mắc COVID-19 lần đầu tiên được ghi nhận, vào ngày 29 tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Việt Nam đã ghi nhận người mắc bệnh này đầu tiên. 5 ngày sau, chiều mùng 3 Tết Canh Tý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để bắt đầu cuộc chiến chưa có tiền lệ, chống dịch như chống giặc, với phương châm thà hy sinh lợi ích kinh tế nhất định để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Đến nay, khi thế giới đã ghi nhận trên 120 triệu người mắc và trên 2,6 triệu người tử vong tại 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, thì Việt Nam chỉ phải trải qua 3 đợt dịch.
từ 22 tháng 1 đến mùng 5 tháng 3 năm 2020, khiến 16 người mắc, trong đó một nửa là người nhập cảnh. Đợt dịch thứ hai từ ngày 23 tháng 7 năm 2020 có 388 người mắc và 35 người tử vong, chủ yếu tại Đà Nẵng và 14 tỉnh thành phố khác. Còn đợt dịch thứ ba từ ngày 25 tháng 1 đến nay với 903 trường hợp mắc tại 13 tỉnh thành phố. Như vậy là sau hơn một năm, cả nước đã ghi nhận 2.560 người mắc, trong đó có 1.564 trường hợp lây nhiễm trong nước. Hiện chỉ còn 339 người đang được điều trị. Chúng ta là dân số đứng thứ 15 trên thế giới. Cái số ca nhiễm hôm nay là đứng thứ 174 trên thế giới. Đặc biệt là nếu mà chia số ca nhiễm cho người dân, thì hiện nay là trên thế giới có 217 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm. Thì Việt Nam mình là xếp thứ 212 trên 217 quốc gia vùng lãnh thổ. Số ca tử vong thì chúng ta xếp thứ 199. Còn chi phí chống dịch gần đây là vì cái biến chủng nó nhanh, chúng ta xét nghiệm nhiều hơn, nhưng mà tổng lại thì mình vẫn đứng thứ 168 trên thế giới. Chúng ta rất tiết kiệm, và điều đặc biệt là mình trong một vài nước mà có dịch mà vẫn tăng trưởng dương. Tổ chức WHO ấy, họ cũng đang rất muốn tìm hiểu cái hệ thống y tế công lập và cộng đồng của chúng ta. Cái này là không phải là nước nào cũng có. Bởi vì cái này vấn đề là trên thế giới hiện nay là nhiều là y tế tư nhân không tham gia được vào. Khi mà dịch xảy ra lớn này thì cái tính ưu việt về y tế là thể hiện rất rõ. Cũng một cái điểm mà có lẽ chỉ có Việt Nam làm được là khi mà chúng ta tập trung cách ly thì sử dụng các cái của quân đội. Rất hiếm nước nào mà dám là sử dụng cái khu của quân đội mà được cách ly. Cái đây là cái điểm rất mạnh mà chúng ta làm được. Một trong những cái nét son của nhiệm kỳ chính phủ là công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 21. Nếu mà không thành công, kinh tế xã hội sẽ bị sụt giảm ngay. Điều đó ai cũng thấy. Bây giờ không chỉ 5K mà phải vaccine. Bởi vì 5K là ta phòng thôi. Còn để mà là miễn dịch kháng thể thì phải vaccine. Cái tư tưởng về chống dịch thì chống giặc về sau này, chúng tôi cho rằng là một cái tư tưởng rất có giá trị. Và trong toàn bộ cái cuộc chiến về phòng chống dịch của chúng ta luôn áp dụng cái tư tưởng này đối với tất cả các cấp, các ngành và các địa phương. Là ngay trong thời gian đầu thì cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là cái công văn 79 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì đã xác định rõ những cái nguyên tắc rất cơ bản là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và các địa phương là phải thực hiện trực tiếp chỉ đạo đối với công tác phòng chống dịch. Và nhiều địa phương đã phát huy cái vai trò này. Báo cáo đồng chí là nhiều các đồng chí bí thư các tỉnh thành ủy đã trực tiếp chỉ đạo đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Thế và cái quan điểm thứ hai, phương châm 4 tại chỗ chúng ta áp dụng một cách rất triệt để, là chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân và mọi tầng lớp nhân dân đồng lòng nhất trí, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã sớm ra lời kêu gọi huy động nguồn lực trong xã hội và các tập đoàn, các doanh nghiệp và từng người dân đều tham gia và hỗ trợ đối với công tác phòng chống dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc nhận diện chính xác mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 và kích hoạt hệ thống phòng bệnh quốc gia kịp thời, đi cùng với các giải pháp đưa ra phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và thực lực của đất nước đã làm nên thành công của cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam trong 14 tháng qua. Cùng với những phương châm, thông điệp chỉ đạo tương đối rõ ràng và hệ thống như mỗi gia đình thực sự là một pháo đài, mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ, cùng với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, nên đã phát động được công cuộc phòng chống dịch tới từng gia đình, không để mầm bệnh lan rộng kéo dài. Chúng ta đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, linh hoạt, kịp thời cả về kinh tế và y tế để thực hiện mục tiêu kép. Những chủ trương mới mà thế giới chưa vận dụng chúng ta đã triển khai như cách ly tập trung, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, phong tỏa khi cần thiết, xét nghiệm diện rộng khi cần thiết. Chúng ta đã ngăn chặn được cái tình trạng không để ra từ khu vực y tế sang khu vực kinh tế và ảnh hưởng lớn đến xã hội, đặc biệt giải quyết việc làm cho người dân. Và quyết liệt chống dịch nhưng không đóng cửa, vẫn có nhiệm vụ phát triển cần thiết, là một sự cố gắng rất lớn của hệ thống chính trị của chúng ta, của các chuyên nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nhiều đồng chí bí thư, chủ tịch các cấp lan lộn, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, kể cả trưng dụng cán bộ về hưu và tất cả hội nghị hôm nay, đều nhận định rằng cuộc chiến này chưa kết thúc và chúng ta đang còn rất nhiều việc phải làm. Và tất cả các ông chỉ để nói, không được chủ quan với COVID-19, với những biến thể mới mà nhiều nước hiện nay, kể cả nước châu Á,
và các nước ASEAN đang vấp phải. Thủ tướng nhấn mạnh, qua hơn một năm phòng chống dịch COVID-19, cả nước đã chứng kiến nỗ lực vượt khó của nhân dân, những tấm lòng hảo tâm, nhân ái. Tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc để vượt qua thách thức, giành thắng lợi cả về kinh tế và y tế. Điều này cũng thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý của nhà nước và khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta và hệ thống chính trị của nước ta, trong đó có vai trò của y tế công. Thủ tướng nêu rõ, trong 5 bài học được rút ra từ phòng chống COVID-19 hơn một năm qua, ngoài sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt là sự mẫn cán, trách nhiệm, tận tụy, quên mình để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Những cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an rất vất vả trong quản lý cách ly. Bài học nữa là quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là quan trọng hàng đầu, đã tạo tiền đề cho mọi nỗ lực đồng thuận và huy động nguồn lực xã hội. Một bài học nữa là Việt Nam, một đất nước dân chủ, nên việc công khai, minh bạch trong phòng chống dịch bệnh đã tạo đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, việc Việt Nam chủ động đưa ra các sáng kiến, tham gia có trách nhiệm và những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức toàn cầu như COVID-19 đã nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chủng virus mới nguy hiểm hơn đã xuất hiện. Nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực, không trừ tỉnh nào, đơn vị nào và công dân nào. Do đó, nếu Việt Nam lơ là, chủ quan, thì dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe của người dân, đưa cuộc sống trở lại bình thường, vừa đến kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Đây là một yêu cầu rất khó điều hành và xử lý. Chúng ta phải khéo léo, kịp thời, bình tĩnh. Khi khó khăn, chúng ta bình tĩnh. Khi có dịch bệnh, chúng ta kiên quyết. Những tinh thần như vậy cần phải được hâm nóng. An sinh xã hội quá hai, đối với những doanh nghiệp khó khăn, những người dân bị thiệt hại, vẫn tiếp tục đặt ra trong giai đoạn đấy. Vừa rồi công chí đánh giá cao cái gói an sinh xã hội chúng ta 62.000 tỷ, đồng thời chúng ta đã có một số chính sách tài khoá tiền tệ cần thiết để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chúng ta hiểu rằng một bộ phận người dân, một bộ phận doanh nghiệp, nhất là vận tải, dịch vụ, du lịch đang rất khó khăn. Chứ không phải chúng ta thấy thành tích đâu, mà chúng ta thấy những cái tồn tại bất cập trong xã hội. Một bộ phận người dân đang thiếu việc làm, đặc biệt là du lịch và hàng không. Tôi đã nhận được cái khuyến cáo của Hội đồng Tư vấn Du lịch. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất rõ hơn với chính phủ trong điều hành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng toàn dân và tiếp tục nghiên cứu phát triển vaccine trong nước để sớm đưa vào sử dụng, chậm nhất là trong năm tới. Thủ tướng cũng giao các bộ liên quan xem xét các biện pháp phòng chống dịch phù hợp khi triển khai hộ chiếu vaccine, đồng thời nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay thương mại quốc tế thường lệ và chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giao thương có kiểm soát. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu. Và Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế. Ngày 17 tháng 3, các thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số địa phương. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây. Làm việc với Ủy ban Bầu cử các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương hai địa phương này đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ các công việc, nhất là đã chủ động trong giới thiệu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần ứng viên theo quy định. Phó Chủ tịch nước lưu ý, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, hiệp thương để chọn được những ứng cử viên tiêu biểu nhất về trình độ, năng lực và tín nhiệm cao để giới thiệu ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã tới thăm, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh. Cùng ngày, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thanh Hóa,
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đánh giá cao sự triển khai bài bản, đúng quy định của địa phương này. Lưu ý Thanh Hóa là tỉnh lớn, đông dân, có số lượng đơn vị bầu cử lớn, nên công tác hiệp thương cần phải làm chặt chẽ, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và đủ số dư theo quy định. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về các quy định của pháp luật về bầu cử. Từ đó, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn được những ứng viên tiêu biểu nhất để bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong phần tiếp theo của chương trình, sau 10 năm triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Việt Nam đang hướng đến một nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước. Lực lượng quản lý thị trường và công an thu giữ một số lượng hàng giả các nhãn hiệu cao cấp thế giới lớn nhất từ đầu năm đến nay, trị giá lên đến gần 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị phần cứng của hệ thống thông tin báo cáo chính phủ do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tiếp nhận hôm nay sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Qua đó giúp đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng bộ chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả việc ra quyết định của chính phủ, thủ tướng chính phủ dựa trên dữ liệu trực tuyến, dữ liệu mở, ứng dụng công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0. Nhật Bản mong muốn đưa hợp tác trong lĩnh vực số, trong đó đầu tiên là chính phủ điện tử, trở thành một lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa hai quốc gia. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Theo đánh giá, thì sau 10 năm triển khai thực hiện, cho đến nay công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Năm 2019, năm thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp ở vị trí thứ nhất về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Những cải cách này để hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân như tăng cường quản lý hoạt động tín dụng hay ổn định giá trị đồng tiền. Hàng năm thì chúng tôi đã có cái tham mưu cho chính phủ để công bố về cái chỉ số cải cách hành chính của các bộ ngành địa phương. Đây cũng là một cái dịp để cho các bộ ngành địa phương người ta sẽ thấy được những cái mặt đạt được và những cái mặt yếu điểm cần phải khắc phục. Trong thời gian sắp tới, người ta đã có những cái giải pháp để chấn chỉnh, và năm sau thì có cái kết quả điểm số tăng lên. Ngân hàng Nhà nước chỉ là một đơn vị có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính. Từ năm 2015 đến nay, các bộ ngành đã thực hiện trên 400 mô hình, còn ở các địa phương là gần 7.000 mô hình để thực hiện cải cách hành chính. Các bộ ngành cũng đã thực hiện đơn giản hóa 4.527 trên 4.723 thủ tục hành chính và đạt tỷ lệ gần 96%. Trong một thời gian như thế mà chúng ta đã cải cách quyết liệt, là chúng ta cắt giảm từ 3.893 trên 6.191 cái điều kiện kinh doanh. Như vậy chúng ta đã cắt giảm 63%. Thế và chúng ta đã cắt giảm được 6.776 trên cái 9.926 cái thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Như vậy chúng ta đã cắt giảm được 68%. Thế và đã cắt giảm 30 trên 120 thủ tục chính. Đặc biệt là có thể nói là chúng ta cũng đã đang xử lý 1.501 cái mặt hàng mà còn mang tính trồng chéo, thì theo cái hướng là cơ quan hải quan sẽ là cơ quan mà đầu mối kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu. Với những cái thành quả to lớn đó thì cải cách hành chính đã góp phần vào cái việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 11, 12, đưa đất nước ta phát triển đi lên, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp nối những kết quả trong 10 năm qua, trong giai đoạn tới, cải cách hành chính vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện mục tiêu hướng đến là xây dựng chính phủ số, chính phủ kiến tạo và hành động. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản sau khai thác. Do đó, một thời gian vừa qua, thì ngành khai thác thủy sản đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp để có thể bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC nhằm khắc phục thẻ vàng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Bình Định, một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của cả nước.
Tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Định có hơn 2.800 trong tổng số gần 3.200 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15 mét trở lên có giấy phép hoạt động tại vùng khơi được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Riêng từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã cấp hơn 160 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá. Giấy an toàn thực phẩm coi như cấp mình xin phép rồi là cho cấp là mình đi, có đầy đủ còn hạn, còn hết hạn thì không cho đi. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá cũng một trong những cái nội dung mà EC đã kiến nghị chúng ta, cho nên triển khai để thực hiện các cái giải pháp mà tháo gỡ thẻ vàng EC. Thì tỉnh Bình Định đã tích cực nỗ lực triển khai cái giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm này. Đặc biệt là những tàu hoạt động ở địa phương này là 100% là đều có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Hiện nay tại tỉnh Bình Định có gần 400 tàu chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là các tàu cá này hoạt động tại các ngư trường ngoài tỉnh, thường xuyên cập cảng bán sản phẩm ở các tỉnh khác. Chỉ có một số cái tàu mà đi ra ngoài tỉnh thì chúng tôi chưa cấp được. Thì còn hiện nay thì cơ bản là chúng tôi sẽ đẩy nhanh trong cái việc chậm nhất. Rồi vào tháng 6 này thì toàn bộ các cái tàu đi khai thác ở vùng biển khơi thì chúng tôi sẽ cấp đầy đủ các cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để đáp ứng được cái yêu cầu của ESA. Nghị định 115 của Chính phủ quy định tàu cá không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Chính vì vậy, ngành thủy sản đang nỗ lực tạo mọi điều kiện cấp giấy an toàn thực phẩm tàu cá, giúp ngư dân vươn khơi bám biển thuận lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo số liệu chính thức của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Liên hiệp châu Âu, thị trường hàng nhái, hàng giả có tổng doanh thu lên đến 509 tỷ đô la Mỹ một năm. Và Việt Nam thì đang là một trong các quốc gia tiêu thụ và kinh doanh một lượng lớn các sản phẩm hàng xa xỉ bị làm giả trên thế giới. Ngày 17 tháng 3, một vụ thu giữ hàng giả các nhãn hiệu cao cấp có số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay đã diễn ra tại huyện Vụ Bản của tỉnh Nam Định. Tại đây, thì các lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng với Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra đột xuất và thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm túi sách giả, các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Trang Anna, The Queen. Đây là các tài khoản trong gần 10 tài khoản mạng xã hội của thương hiệu The Queen được bán tràn lan và quảng cáo trên Facebook thời gian qua. Những mẫu túi có kiểu dáng giống với mẫu túi Birkin của thương hiệu Hermes được giới thiệu trao bán tại các tài khoản này. Dù trên vỏ hộp đề rõ tên thương hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng những túi sách đủ các màu, xanh, đỏ, tím, vàng này lại được chào bán với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng cho một sản phẩm. Một bảng dây ngắn và một bảng dây dài. Đây, nhìn này, kẹp nách xinh chưa? Full mốc, full mil, full siêu luôn. Dơ gần này, các bạn nhìn chất liệu này, chất da chuẩn VIP chưa? Mức giá cho em sang là 399.000. Sáng nay, Tổ công tác 368, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường và Công an tỉnh Nam Định đã đột xuất kiểm tra và thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm tại kho hàng thuộc thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định do Đỗ Chí Viễn, sinh năm 1995, làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng này đã bỏ trốn. Theo sổ sách thu giữ được, số hàng đang tồn kho và số hàng đã tiêu thụ trị giá gần 10 tỷ đồng. Cách thức giao dịch là các chủ hàng này livestream trên các Facebook, chốt đơn hàng, vận chuyển qua các đơn vị giao hàng và thu tiền trực tiếp hoặc khách chuyển khoản. Thống kê chỉ riêng với đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm thì chỉ trong vòng 1 tháng tại kho hàng này có tới 10.000 đơn hàng được gửi đi, tức là trung bình một ngày 300 đơn. Đây là dòng sản phẩm túi Birkin của Hermes, là sản phẩm thật và là một trong hai dòng sản phẩm bị làm giả nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì để có thể phân biệt được đâu là sản phẩm thật và đâu là sản phẩm giả thì cũng là điều không hề dễ dàng đối với ngay cả chuyên viên của hãng này, bởi đã có những cái sản phẩm túi giả trên thị trường được làm tinh vi như vậy. Đại diện chủ thể quyền của các nhãn hiệu này cho biết, thợ thủ công lành nghề nhất cũng phải mất tới 17 giờ mới có thể hoàn thiện một sản phẩm chính hãng. Đối tượng làm hàng giả thường làm giao thuộc bởi những hóa chất rẻ tiền, và nó sẽ khi mà người tiêu dùng tiếp cận sử dụng và chạm vào những cái sản phẩm da đấy thì nó đã vô hình là ảnh hưởng trực tiếp tới cái người sức khỏe của người tiêu dùng. Các chủ hàng thì nằm sâu trong các ngõ ngách của các địa phương, thậm chí chúng tôi mất 6 tháng mới tìm ra được cái kho hàng như này. Cơ quan chức năng cũng cho biết thủ đoạn của các chủ hàng này là lợi dụng mua bài quảng cáo trên các báo điện tử có lực view lớn cho giới trẻ, lập nhiều Facebook thương hiệu The Queen Store và giao dịch trao đổi với khách hàng qua các số điện thoại cung cấp trên Zalo. Hiện toàn bộ số hàng trên đã bị thu giữ và sẽ phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng của App Store hoặc là Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.